Hello, xin chào cô bác chị em nha. Em rất là cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi cái máy của em, cũng như là mua máy bên em thời gian qua ha. Thì hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo cái động cơ Mitsubishi. Con này cực kỳ luôn cô bác chị em. Con này Mitsubishi 4D31, số máy là 994 64. Con này động cơ chặt từ thùng phát điện nha các bác chị em. Thùng phát điện tua chậm. Thì các bác chị em lưu ý là khi mà cái thùng phát điện tua chậm á, là nó có làm sẵn cái bánh chén để mình xài cơ giới luôn. Nó có làm 4 thông sẵn. Cho nên con này mình sử dụng vào cái động cơ xe đào á thì ok luôn ha. Đấy. Không cần phải chế cháo gì thêm, chỉ bắt cao su vô là lụm thôi. Một điều đặc biệt á, con này là nó mới chạy có mười mấy giờ thôi các anh chị em. Các anh chị em nhìn này. Đấy. Khủng khiếp không? Ở một cái số nhôm á, thì nó bị oxy hóa nhẹ các bác chị em, oxy hóa nhẹ. Do này cái thùng này nó bị thì mất cánh cửa các bác chị em, cho nên là hơi sương á, hơi sương nó vô nó bị oxy hóa một phần nhôm. Bác chị em nhìn cái bô lửa khủng khiếp không? Đấy. Cô anh chị em đã từng xài máy á, thì cô anh chị em nhìn là biết ngay ha, mấy con ốc này bằng đồng nha. Mình thấy nó đang vàng vàng đen đen không, mình tưởng xét không phải nó bằng đồng. Đấy. Động cơ này nó gần như là động cơ thùng luôn cô anh chị em. Giống như là máy thùng luôn, nó mới khủng khiếp. Giá thì nói chung cũng cao quá chưa, nhưng mà mình đam mê cái dòng máy mà nó vip thế này á, cho nên giá nó cao cao thì mình vẫn mua để phục vụ của anh chị em. Mà của anh chị em mua được cái động cơ này xài lâu bền, nói chung là Mitsubishi này thì có anh chị em biết rồi, khủng khiếp lắm. Thì có những cái nó về phần nước sơn nó hơi bạc bạc nhẹ chút xíu thôi, nhưng mình vẫn giữ nguyên cái nét zin của nó ha, mình không có sơn dặm thêm bớt bất cứ cái gì. Đấy. Bây giờ em nhìn thấy cái ốc của nó, ốc này màu xanh nòng súng nha, cái ốc bô. Rồi có cho em nhìn cái bô lửa thì có thể hiện ra cái động cơ nó chạy được bao nhiêu liền ha. Con này thật chất thì em về em ngày cũng hơi lâu rồi, cũng bận nhiều công việc quá cho nên không có thời gian quay cho các chị em tham khảo thêm. Của D31 hiện tại em cũng đang còn hai con, một con này với con không có chụp bô ha, không chụp bô thì giá nó rẻ hơn, giá nó chưa được nửa tiền con này, con kia thì chạy nhiều rồi, không có bị con này được, con này như máy mới à, cũng không có bị được chứ con này được à. Video này em quay thay là chi tiết ha, cho cô bác chị em nào mà cần sử dụng nó xem video thì chốt bên em, sẽ giao hàng tới chỗ nha. Bác cho em kiểm tra thêm lần nữa rồi thanh toán gì nữa. Đề máy kìa, đề máy không, bên em cũng đang
lắp ráp một bộ phát điện V2203. Một hai ngày nữa thì cũng xong, xong thì cũng quay cho các bác chị tham khảo thêm ha. Này thì nó đang cho ra cái dòng tua là 1.800 coi nha. À, lý do nó cho ra 1.800 là nó đang lắp ráp cho cái củ phát 1.800 tua, cho nên là nhà máy người ta lắp ráp xong người ta bấm chì lại như thế này. Để nói thêm một cái nữa là cái máy mà tua chậm á, là nó lợi hại cái chỗ mình chạy dòng tua 1.800, ví dụ một tua 1.800 đi, nó ra tần số là 60 Hz, thì khi mà người ta lắp ráp vô một cái bộ phát điện, người ta cho ra công suất là 100 A đi, thì đến khi mà nó vô 100 A xong á, thì cái dòng tua nó vẫn là 1.800 hoặc là nó 1.790 đi, chứ nó không có sai lệch nhiều. Khi mà cho thiết bị vào thì tự động cái dòng tua nó vừa sập dòng tua xuống sông thì tự động nó sẽ đẩy cái thước ga, nó đẩy cái thước ga lên, cái lượng dầu nó hao hơn chút xíu, cho nên nó bù lại là cái dòng tua không bị mất. Điều này thì em cũng giải thích rất là nhiều lần, có nhiều quá chị em cũng cũng chưa nắm rõ được, thì cứ lấy cái máy tua nhanh mà gắn vô cái thiết bị tua chậm, đến cứ đến lúc mà chạy không được thì cứ hỏi em khắc phục, em cũng bó tay luôn. Như cái động cơ này thì có bác cho em về đấu lên xe đầu thì có bác cho em cũng không có cần phải xả ra thêm đâu, tại vì cái dòng tua 1.800 là mình cũng 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 dư chạy, cũng dư chạy. Khi 1.800 xong mình thao tác, cho mình thao tác đi, nó sụp dòng tua nó sụp chân á, là cũng còn 1.750 chứ không có sụp nhiều nha, đúng cái dòng tua chậm nó là vậy có bác cho em. Cho thế vì thế cho nên là mình muốn đặt lên một thiết bị nào đó là mình phải 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 nghiên cứu kỹ. Tại sao mà người ta làm tua chậm tua nhanh để làm gì? Đó là cái vấn đề mà tua chậm tua nhanh quá chưa? Đấy. Rồi, em cảm ơn rất nhiều nha. Xin chào. Giờ hẹn gặp lại quý anh chị em video tiếp theo nha. Giá của nó thì có lẽ trên 100 triệu quá chưa? Cho quý anh chị em tham khảo giá ha. Nó trên 100 triệu.